4 năm vừa qua là một khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời. Vậy mà giờ đây chúng em phải rời xa mái trường, xa thầy cô và bạn bè để có thể bước tiếp trên con đường riêng của mình. Sẽ có những sự tiếc nuối, những điều còn luyến lưu, còn nhiều điều chưa thực hiện, những cuộc vui đùa còn đang dang dở chưa muốn kết thúc. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh nhau. Cảm ơn vì những kỷ niệm khó quên, cảm ơn đã cùng nhau lớn lên và trưởng thành, đã cho nhau những người bạn tốt, một thời cấp 2 huy hoàng, cảm ơn chị Na rất nhiều. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa, thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại, mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà, bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay, trời nắng nhẹ em đêm gió lay, là cảm xúc khó nói chỉ biết ngẩn ngơ, níu ta áo dài bay bay, sẽ rất buồn và sẽ chia xa để mình được sống trọn vẹn quanh khắp.